Đây là buổi hỏi đáp tìm hiểu về game Dungeons and Dragons giữa Phê Game và Thiện. Rất cảm ơn Phê Game đã mời mình tới buổi nói chuyện này. Video này được tài trợ bởi các hội viên YouTube và Patreon của Thiện, đặc biệt là Alas, Nuni, Habaki, Vì Đang Ngủ, Pika, Bu và Tử. Chào mọi người, hôm nay là đến với buổi talk show. Rất xin lỗi mọi người là lâu lắm rồi mình mới quay trở lại. Alo, mọi người nghe rõ chưa? Có một số talk show tiếp tục ở trên server của mình. Và ngày hôm nay khách mời của mình là Thiện, một chuyên gia về D&D. Mình cũng khá là tò mò. Nhân tiện có cái gì của cái bộ phim D&D cũng đang khá là hot nữa và cũng liên quan đến game mà, thì mình mời Thiện có thể anh em trao đổi thêm về game cho mọi người thể biết thêm về D&D, cũng như là những ai muốn tham gia thử chơi của D&D thì sẽ tham gia. Ok, đầu tiên thì mời Thiện có thể giới thiệu qua bản thân cho khán giả của Phê Game biết về Thiện được không ạ? Ok, chào tất cả mọi người, chào khán giả của Phê Game, mình là Thiện, hay mọi người còn có thể biết tới là Funky Dungeon Master trên YouTube và TikTok. Mình tạo các cái nội dung, content phổ biến game Dungeons and Dragons đến với cộng đồng Việt Nam. Đến giờ thì cũng lùa được khá các nghiện thủ rồi. Bọn mình có cái server Discord cũng tên là Funky Dungeon Master. Hiện giờ có khoảng 900 thành viên mà hay tụ tập hò hét nhau chơi D&D online với nhau. Ok, Thiện thì là hiện tại không biết công việc chính của Thiện là làm về công việc gì nhỉ? Ừ, công việc thì trước đây Thiện có một thời gian làm văn phòng về coding. Coding à? À đợt đấy là mình làm ở nước ngoài, xong đợt quarantine thì dịch ra các thứ về nhà cho nó an toàn ở gần người thân. Xong đợt đấy mình cũng đang suy nghĩ, có khi là chuyển làm D&D, chuyển làm content creating. Nên là từ đấy đến bây giờ mình vẫn là full time content creating, mà thỉnh thoảng là chơi nhạc dạo nữa. Full time content về D&D á? Đỉnh nhỉ, ok, khá là đỉnh đấy. Mình không nghĩ là có thể full time content mà vẫn có thể sinh tồn được ở cái thế giới đầy... Ok, thôi bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên của mình nhá. Đầy gian truân. Đúng rồi, đang bị tắc cái từ đấy. Chắc là một người làm quản trò nhiều thì chắc là ngôn ngữ sẽ tốt hơn. Thì câu hỏi này của mình, câu hỏi cá nhân mình thôi, nhưng mình nghĩ là sẽ khá người gặp phải cái vấn đề này ấy. Thì đối với bản thân mình và đại đa số người ở Việt Nam ấy, thì D&D vẫn là một trò chơi vô cùng xa lạ. Có thể nói là vô cùng xa lạ được không ạ Thiện? Có xa lạ. Đối với một người như Thiện, là một người đang làm content về D&D, cũng như là với tâm thế là cũng muốn lan tỏa cái bộ môn này, cái trò chơi này đến với nhiều người hơn, thì Thiện có thể giới thiệu cho mình, kiểu giờ kêu gọi mình luôn đi, rủ dê mình luôn đi, tham gia cộng đồng D&D một cách lôi cuốn nhất, mà để cho kiểu ai nghe cũng muốn có thể chơi luôn D&D được không? Ok, mình sẽ tạm thời quay lại một cái này một tí nhé. Lúc nãy bạn nói mình không muốn ngắt lời. Không phải là câu giờ để mình nghĩ thêm đâu. Thoải mái mà. Nhưng mà mình cũng muốn biết Vũ là một người như thế nào. Tại vì mình là hôm nay mình đối thoại với nhau mà. Thì cũng muốn hiểu thêm về Vũ một tí. Người như thế nào là như thế nào? Có nghĩa là đang muốn hỏi về cái chủ đề gì hay là muốn hỏi về như thế nào ở đây? Như thế nào? Câu này có nhiều ý có thể đi qua này. Nói là mình có thể là narrow down, hoặc là đi về những cái bạn làm gì, sở thích các thứ. Hiện tại thì mình đang sở hữu Phê Game. Thực ra là mình cũng không quản trị Phê Game nữa, mà Phê Game là có các anh em khác quản trị Phê Game. Thì mình thực sự là một người cũng thích về game, nhưng mà thú thật là không có quá nhiều thời gian để chơi game hoặc để tham gia về game, nhưng mà cũng có theo dõi mọi người. Công việc chính của mình hiện tại thì đang kinh doanh về một vài dòng sản phẩm liên quan đến trang trí decor. Hiện tại là mình đang tập trung vào công việc đấy là chủ yếu. Ngoài ra thì mình cũng một vài dự án cá nhân khác làm linh tinh thôi. Mình cũng khá là nhiều nghề đó. Đấy là về công việc. Lý do tại sao mà mình bảo là mình cũng có nhiều thời gian thì mình đã có gia đình và có con nhỏ rồi, nên là mình cũng quỹ thời gian một ngày của mình cũng khá là ít. Mình thì cũng được biết đến D&D này từ khá lâu ấy. Không biết là mọi người có đọc truyện Yu-Gi không? Yu-Gi-Oh ấy thì ngày xưa mình nhớ hồi cấp 2 là mình có đọc Yu-Gi, thì mình có một cái phần liên quan đến D&D là cái nhân vật Bakura. Cái nhân vật Bakura này nó có mời tất cả các đội ngũ của Yu-Gi và chơi, và như đấy là D&D, mình nhớ không nhầm lắm tháng là vậy. Chơi D&D cũng xúc xắc nhiều mặt hình, lập phương nhiều cạnh á. Đó. Đấy thì mình từ hồi đấy là mình đã nhiễm trong đầu mình là cái trò chơi này khá là thú vị rồi. Nên là mình cũng có tìm hiểu, nhưng mà đấy vì nhiều lý do về thời gian nên mình chưa có thực sự là tìm hiểu kỹ hơn về D&D tham gia. Đó. Còn anh em mình chắc sẽ có một sở thích chung là mình cũng đã từng học nhạc rồi, còn trẻ, còn nhỏ tuổi thì mình cũng học nhạc khá lâu, hoặc là guitar classic. Mình nghĩ đấy là điểm chung. Nice. Ok, thấy cũng biết là đủ về hiểu bản thân chưa nhỉ? Ok,
Cảm ơn Vũ đã giới thiệu. Ok, sẵn tiện đến đoạn Yu-Gi-Oh và D&D, mình có thể quay ngoắt sang luôn câu hỏi và bạn hỏi lúc nãy là làm thế nào để dụ dẫm bạn bè vào game này. Mình thì nghề đoạn này rồi, mình dụ bạn bè nhìn mình nhiều lắm. D&D thì đúng là từ những cái chuyện Yu-Gi-Oh từ trước là nó đã có rồi, tại vì cái game này từ nước ngoài nó đã phát triển từ khoảng những năm 1980 mấy là đã có rồi. Phim Stranger Things, bối cảnh khoảng năm 1980 mấy là có bọn trẻ con nó cũng chơi đấy. Đúng rồi. Qua nhiều phiên bản của D&D nó cũng có biến đổi đôi chút, nhưng hiện tại thì Dungeons and Dragons hay còn gọi là D&D là một game nhập vai là chủ yếu. Thường được chơi trong một nhóm khoảng 3 đến 5 người chơi và một người kể chuyện. Thì nhập vai là gì? Về cơ bản, nhập vai là đặt mình vào một cái nhân vật khác ít hoặc là nhiều khác với cái bản thân của mình, rồi đặt nhân vật đó vào một hoàn cảnh giả tưởng để xem họ sẽ làm gì, họ phản ứng ra sao. Tất nhiên, D&D cũng có cái hệ thống combat, lên cấp, đánh quái, nhưng với mình nó là phụ. Thì game này nó chú trọng vào những cái câu chuyện và những cái nhân vật mà người chơi cùng kể với nhau. Cái hệ thống combat và lên cấp chỉ dùng để hỗ trợ tạo nên một câu chuyện gay cấn hơn, có phần kịch tính hơn thôi. Có nhiều cái video game và cái board game có mang tính nhập vai. Những cái video game đấy thường là nó sẽ cho mình 3 hoặc 4 cái lựa chọn ở một cái đoạn nào đấy mà mình có thể chọn, thì nó vẫn có phần là bị gò bó trong các cái câu thoại khó sẵn hoặc là một vài cái hướng giải quyết vấn đề nhất định, chứ không thể tự do nói những cái thứ phù hợp với nhân vật mình. Mình nghĩ nhân vật mình là một kẻ lả lướt hay là tán tỉnh, có thể đi gặp NPC tán. Mình nghĩ nhân vật mình có thể là một vị anh hùng, một hiệp sĩ luôn luôn chính trực, thậm chí là đồng đội mình mà đi ăn cướp vặt mình có thể chửi nó. Mình tự do có thể nói khi mà chơi một cái này, không có rào cản nào cả. Hoặc là nghĩ ra những cái phương án giải quyết sáng tạo khác. Có thể là người dẫn chuyện thì có một cái tòa pháo đài này ở đây, bọn mày đi phải giết được cái thằng chùm của nó. Người chơi gần giống như mấy cái game Hitman ấy, là mình có thể là hóa trang này, mình có thể là tìm cái trưởng làng và có thể là gọi quân lính đi cùng mình này, báo là cái thằng kia có những cái việc xấu thì nó làm này. Hoặc là chơi phong cách thuần túy, đạp cửa xông vào, cầm kiếm, bắn trưởng bùm bùm. Nói chung là nó phi tuyến tính hơn rất nhiều, đúng không? Nghĩa là thoải mái về định hướng các thứ. Đúng rồi. Vì có một người là người quản trò sẽ nghe những cái ý kiến, ý tưởng của người chơi và nghĩ xem là nó có hợp lý không. Đôi khi nếu mà nó khó thì có thể bảo người chơi bay lăn một cái xúc xắc đi, xem là cao hay thấp, và có thể là quyết định xem cái việc này có khả năng thành công cao hay thấp. Những cái câu chuyện mà mình có thể kể trong D&D ấy, mình nghĩ là có rất nhiều loại câu chuyện này. Thậm chí từ đơn giản như là Game of Thrones mấy cái season sau chán quá, bọn mày mấy đứa tạo mấy nhân vật mà gần giống mấy cái bọn nhân vật chính trong đấy, xong rồi bọn mình kể lại một câu chuyện khác. Hoặc là mình tự nghĩ ra câu chuyện của mình, có thể kể một câu chuyện hùng tráng cứu thế giới này, hoặc là câu chuyện đậm chất chính trị ở thời Trung Cổ, giành giật quyền lực các nước này nước kia đánh nhau, hoặc là một câu chuyện kinh dị và trinh thám. Mình rất hay thích mấy câu chuyện kinh dị trinh thám mấy bạn trong server mình. Nhưng mà ví dụ đó, với những cái chủ đề kiểu như thế thì quản trò liệu có cần kiểu cần một sẵn một cái idea ngay từ đầu, kiểu một cái định hướng, một cái line story ngay từ đầu không, để bám theo không, hay là tất cả đều là tự phát trong lúc mọi người chơi, mọi người tự cảm hứng, tự tung hứng với nhau? Tùy vào cái phong cách của quản trò nhá. Có người thì thích cái phong cách là mình phải chuẩn bị thật nhiều những cái phương án mà người chơi có thể chơi này, thì cố chuẩn bị nghĩ trước đi để trong khi chơi đỡ bị lúng túng. Nhưng mà có những người có thể là có kinh nghiệm hơn rồi, hoặc là cái phong cách của họ như vậy, kệ, đưa cho người chơi một cái đích đến, bọn bay muốn đi đường nào cũng được. Cái người quản trò đấy sẽ nghĩ ra cái thế giới mà những cái người chơi sẽ chơi trong đấy, những cái gọi là NPC, và nghĩ tính cách cho họ. Nên là người chơi muốn làm quen NPC nào hoặc đi đường khác là quản trò đều có thể ứng biến được. Về cơ bản quản trò sẽ là vừa là trùng cuối vừa là bạn đồng hành, đúng không? Đúng NPC rồi. Vừa là trùng cuối luôn. Tôi đặt một câu hỏi nhá. Như Thiện vừa nói thì D&D là một tựa game nhập vai, RPG game, đúng không? Tớ cũng trước khi buổi này tớ có research thì tớ thấy là rất nhiều tựa game, nhất là JRPG là game nhập vai Nhật Bản ấy, là lấy cảm hứng từ D&D khá nhiều. D&D có thể được coi là cha đẻ của thể loại game RPG ở trên console và trên các thứ hiện nay. Và mình biết rằng là Việt Nam mình cũng là một những cái quốc gia là chơi RPG rất là nhiều, rất là hâm mộ RPG. Vậy thì theo Thiện thì tại sao D&D ở Việt Nam lại không quá là phổ biến như ở nước ngoài? Có phải là do khó kiếm quản trò không? Ok,
À, và khi mà Thiện nói, nếu mà Thiện có hăng quá, bạn Vũ cứ chen vào nhá. Thoải mái. Cái chủ đề này mình nói thường rất là hăng. Gà cũng bị hơi hướng quản trò kể chuyện. Đây có bạn nói là D&D quản trò thì phải giỏi văn à này. Cái đấy mình sẽ trả lời sau nhé. Vào câu hỏi của Vũ trước là ok. Bạn hỏi là tại sao D&D lại không quá phổ biến ở Việt Nam, mặc dù là mọi người thích RPG đúng không? Đúng rồi, Việt Nam rất thích RPG. Mình nghĩ cái rào cản thì nó dễ hiểu thôi, là cái bộ luật của D&D rất là đồ sộ và nó được viết bằng tiếng Anh, không có phiên bản dịch nào. Thế nên là phần nào đấy là nó khó tiếp cận với cái thị trường Việt Nam hơn. Kiểu rất nhiều cái board game chẳng hạn, có thể là nó cũng có luật tiếng Anh, nhưng mà có tầm một trang giấy thôi, mình đọc mình hiểu được. Các cái game RPG, video game thì nó một là có subtitle và nó cũng có hình ảnh, dễ tiếp cận hơn. Mà D&D là một cái game mà mình phải đọc rất nhiều, hiểu cái luật. Chính cái việc là cái bộ luật nó khá là đồ sộ đấy, mình không biết bắt đầu từ đâu, nên là phải nhảy một cái bước hơi lớn một chút để bắt đầu chơi được cái game. D&D luật nhiều đến mức như nào? Tại vì mình trước khi mình mời Thiện tham gia thì mình cũng có xem một cái game của các bạn chơi, rơi đâu có khoảng 3 tiếng. Thì thú thật là mình chơi mình chả thấy có luật gì ấy. Đúng. Mình xem các bạn chơi mình không thấy có luật gì ấy. Nên mình đang cũng không hiểu là luật ở đây là cái gì ấy. Luật ở trong D&D nó có 3 quyển sách luật, mỗi quyển phải gần 200 trang. Nhưng mà đúng như bạn nói, khi mà chơi thì nó lại không dùng nhiều luật như thế. Đấy, nên là nó là một cái rào cản. Những người nào mà không có người hướng dẫn là mày chỉ cần biết mấy cái luật này thôi, còn mấy cái luật khác thì kệ đi, cái từ từ rồi hẵng xem. Tại vì là cái luật trong D&D nó phần lớn là nó giúp mình giải quyết những cái vướng mắc khi mà chơi game, là vào tình huống này thì nên xử lý như thế nào, vào tình huống là player, người chơi mà muốn cho nhân vật nhảy lên cái thùng rồi nhảy lên một cái con quái này và đâm nó, thế thì sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể tra cứu được với cái thời đại này, mạng internet, tra cứu được giữa game. Mình không nhất thiết cần biết cái đấy trước khi chơi. Cái phần cơ bản nhất để bắt đầu chơi được là kể một câu chuyện với nhau, tạo một nhân vật như thế nào, có những cái khả năng gì. Và thứ ba là khi nào không biết chắc chắn việc gì xảy ra thì lăn cái xúc xắc. Đấy là ba cái thứ cơ bản nhất của D&D, mình chỉ cần biết thế đó là bắt đầu chơi được rồi. Mặc dù ấy, mình thấy là mặc dù D&D ở Việt Nam không quá là phổ biến, nhưng mà liệu có phải là D&D là một game mà đã chơi là sẽ nghiền không? Có nghĩa là mình có theo dõi, mình có đọc ở trong cái mô tả server Discord của Thiện ấy, thì mình thấy là các bạn chơi rất lâu, các bạn đều có, những bạn tham gia đều có thâm niên chơi, có các bạn đến 3-4 năm rồi. Và mình cũng quen một vài người anh cũng chơi rất lâu và mọi người chơi hàng tuần. Cứ hàng tuần là mọi người có một cái nhóm bạn sẽ tụ tập với nhau vào một buổi tối và chơi nguyên một buổi tối đó. Đó thì mình thấy, mình nghĩ là liệu có phải những người nào mà đã chơi D&D rồi là sẽ nghiền không? Là nghiền luôn đúng không? Câu này mình sẽ để những cái thanh niên mà đang thanh niên từ server Funky Dungeon Master sẽ đi luận mình và đang nằm vùng trong buổi phỏng vấn để trả lời trong chat. Trong quá trình mà thiện chơi ấy, thì Thiện đã thấy ai mà kiểu đã đang chơi xong là tự nhiên bỏ dở game không, có nghĩa là không tham gia chơi nữa ấy. Cũng có. Thường các bạn ấy sẽ bỏ vì lý do gì thường? Cái game D&D vì nó mang cái tính chất là kể một câu chuyện, thường nó sẽ cần khá nhiều thời gian, mình phải commit vào đấy. Những cái hội mà chơi D&D thì bình thường là sẽ một tuần chơi một buổi, mỗi buổi gặp nhau khoảng 3 tiếng, 4 tiếng chơi. Thì cái việc mà tìm ra cái thời gian gặp nhau ấy, hóa ra là rất khó. Tại vì có thể là mỗi có người một hội, có công việc riêng không? Đúng rồi, mỗi người có công việc riêng. Chắc là bạn dạo này cũng kiểu bận hơn, thì bạn cũng hiểu được cái thế. Trong cuộc sống thì có thể là mình thay đổi công việc này, hoặc là mình thay đổi cuộc sống. Cái thời gian mình thay đổi một cái là không khó tìm được cái thời gian để chơi cùng cái hội bạn cũ nữa. Cái hội chơi D&D đầu tiên của mình hiện tại cũng không còn chơi nữa, vì có một đứa đi học tiến sĩ, có một đứa đi làm chứng khoán suốt ngày và ngồi xem bài biểu đồ, mấy đứa khác thì cũng bận. Giống câu chuyện của mình ấy. Câu chuyện của mình là mình có một người bạn là cũng ngày xưa cũng chơi D&D, chơi cũng hình như thế bảo chơi 3 năm rồi, một team chơi 3 năm với nhau. Thấy bảo là chơi kiểu ở mức độ level kiểu hardcore ấy, kiểu giành giật kiểu mạng sống nữa, thứ gì đó mình cũng không hiểu. Và cũng phải dừng vì một người trong nhóm đấy lấy lập gia đình, thế là không chơi nữa. Thế cả team phải dừng. Đó, thì ngay cái câu chuyện mà Thiện vừa kể là Thiện cái nhóm bạn đầu tiên của Thiện chơi D&D ấy, thì Thiện có thể kể là cách tiếp cận của Thiện đối với D&D như nào không? Nghĩa là cái thời điểm đầu tiên ấy, khi mà bạn đang chưa biết gì về D&D thì bạn tiếp cận D&D như nào, cơ duyên gì đến khiến bạn muốn tìm hiểu về D&D? Đợi thì mình vừa tìm được một cái meme trên mạng. Cái việc mà tìm thời gian để chơi cùng nhau ấy, nó là một cái gì cả thế giới nó đều trải nghiệm luôn. Đây là cái meme mình vứt vào chat.
Dungeons and Dragons, bỏ kính ra, Schedules and Conflicts. Ok. Nào, câu chúng là... À, xin lỗi bạn nói. Mình đang vào câu hỏi là điều việc gì khi mà cái cơ duyên đưa Thiện đến D&D là gì? Cơ duyên đến D&D. Đấy là thấy bảo là đang cách ly đúng không? Đấy, thì cách ly rồi về Việt Nam thì lý do gì tự nhiên lại tham gia vào D&D, tìm hiểu chơi D&D lý do vì sao ấy? Cái đợt cách ly đấy mình về Việt Nam, thực ra là trước đấy mình cũng có nghe đến Dungeons and Dragons rồi, nhưng mà nghĩ đấy kiểu cái game gì đấy cũng chưa hiểu lắm, và chắc là cho cái bọn nerd chơi, mà hóa ra về sau mình nerd thật. Đọc hết tất cả mọi thứ, lo liếc các kiểu, xong rồi làm dẫn kênh. Xin lỗi mọi người, từ server của Thiện thì thực ra là mình cũng nghĩ thế. Mình nghĩ đi là dành cho anh em kiểu đầu to mắt cận ấy. Chơi, tại vì có một cái fact là mình thấy là ngày xưa ấy, ở bên Mỹ ấy, thì D&D khá phổ biến trong các trường đại học. Mà các trường đại học ở bên Mỹ thì sẽ kiểu mức độ chênh lệch về kiến thức của họ so với những cái người không theo học đại học nó cao hơn so với Việt Nam mình ấy. Thì mình thấy là xem những cái ảnh ngày xưa toàn những cái bạn đeo kính cận, xong là trông cũng khá là nớt. Mình cũng vẫn nghĩ là D&D này dành cho những người kiểu đầu to mắt cận, phải chịu tìm hiểu nhiều mới chơi được. Thì là đúng không? Đúng như vậy. Trong cái trường đại học mình học ở bên Mỹ là cũng có hội chơi D&D, nhưng mà hồi đấy thì mình chưa, tại vì mình không quen hội đấy và mình cũng chưa bén mảng vào. Chưa chơi. Nhưng mà cái cơ duyên ấy là hồi về Việt Nam năm 2020 phải đi quarantine. Mình cùng phòng một cái thằng nớt tên D&D. Người Việt Nam luôn đúng không? Hay là... Ừ đúng rồi, nó cũng từ Mỹ nó về Việt Nam. Và 2 tuần không điện thoại, không máy tính, không có cái gì cả. Thằng kia hỏi mày chơi D&D không? Thế là vào đời luôn. Ừ, đấy là vào nghề. Đấy là cũng có kiểu thích qua mấy cái game RPG rồi lăn xuống sắc. Board game thì mình cũng chơi từ lâu rồi. Xong rồi lúc đấy nó miêu tả thì cũng có vẻ giống board game, nhưng mà thêm phần tưởng tượng của mình nhiều hơn, thêm phần kể chuyện nhiều hơn. Đấy là cái thằng mà mình chơi suốt từ hồi đấy đến giờ, cái thằng đấy giờ đi học tiến sĩ ấy. Vậy cách tiếp cận D&D của Thiện cũng khá là, cũng được coi là may mắn ấy, đúng không? Có nghĩa là đã được gặp luôn một người kiểu có hiểu biết rồi và kiểu định hướng chỉ đường đúng không? Chứ còn ví dụ như tớ thì muốn tham gia thì cũng khá là khó. Ví dụ như hôm trước tớ có vào server của các bạn thì thực ra tớ đọc tớ không hiểu một cái gì hết. Kể cả tớ có xem cái clip hướng dẫn tạo nhân vật, tớ cũng vẫn không hiểu một cái gì cả. Sau khi xem xong, thực sự tôi vẫn không hiểu một cái gì cả. Đó nên là tôi thấy là cái rào cản để tham gia vào D&D nó khá là khó. Có thể đối với tôi nhá, thì có thể là không có quản trò này, không biết bắt đầu từ đâu này, hoặc là đấy, thì tôi cũng có Google search thì thấy là nó còn D&D còn có nhiều chiến dịch này. Chiến dịch thì có quyển sách này, chiến dịch này, quyển sách, chiến dịch kia này. Đấy, xong là luật này. Xong tôi vào một vài cái server, ví dụ server của Cổ Thiện thì tôi thấy này, các bạn là còn cái gì liên quan đến GTA 5 này, xong là lại còn cả thì Trung Quốc nữa, tôi cũng không rất là khó hiểu ấy. Đó, thế nên là tôi thấy đấy là một cái rào cản rất lớn đối với người mới tới D&D. Thì Thiện có nghĩ là đây là một cái rào cản chung không? Đấy chính là cái rào cản chung cho những cái người tham gia cộng đồng này. Mình đồng ý, cũng có chạm vào một tẹo ở phía trên rồi, là người mới bắt đầu D&D thì tại vì có nhiều cái thông tin và cái lịch sử bề dày của game nó nhiều như thế, mình không biết bắt đầu từ đâu. Đấy là một cái rào cản rất lớn. Thường khi mà mình giới thiệu cái game D&D cho những người mới vào server của mình, cái cách giới thiệu tốt nhất tham gia một game hướng dẫn người mới mình dẫn. Thì trong cái game đấy, thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo nhân vật, và tạo nhân vật nó cũng sẽ cực kỳ là tối giản thôi. Thậm chí là mình có thể là hỏi cái kiểu nhân vật bạn muốn chơi và đưa ra một cái nhân vật tạo sẵn cho bạn ấy. Có thể để skip luôn cái bước đấy, bắt đầu vào chơi luôn. Và khi mình bắt đầu chơi rồi thì đến đoạn nào mình sẽ giới thiệu dần dần những cái thứ luật mà mình cần biết để chơi đoạn đấy. Ví dụ như là khi mà bạn muốn bẻ một cái khóa một cửa nào đấy thì mình bảo bây giờ bạn lăn một cái D20. D20 là một cái xúc sắc 20 mặt rất là dùng rất nhiều trong D&D. Xem cao hay thấp, càng cao thì càng tốt. Có thể nếu bạn ấy lăn được xúc sắc 20 mặt mà lăn được 20 là cao nhất của nó, thì bạn ấy đưa cái chìa vào bẻ phát cách một cái cửa mở ra ngay. Thậm chí có thể là miêu tả một số thứ hài hước hơn nữa, như là cách một cái mở một cái cửa, thấy là cái cửa đằng sau cũng mở rồi, có vẻ là các cái ổ khóa nó liên thông với nhau một cách nào đấy. Chết rồi, đi hơi lệch hướng một tẹo. Và khi mà mình kiểu là ở giữa, khi mà đi đến combat thì mình sẽ bảo là game này thì mình chơi theo phong cách là lần lượt này, nghĩa là từng người là lấy lượt của mình, và chứ không phải là tất cả mọi thứ cùng một lúc như một cái game video game mà action.
mình sẽ lăn cái xúc xắc để xem ai đi trước, đúng rồi, turn base, xem ai đi trước, ai đi sau, và đến turn mình có thể làm những cái gì, hành động như thế này, di chuyển đến kia. Đấy là cách mình giúp các bạn tiếp cận đến cái game này. Chứ thế thì mình thấy hơi loạn đấy, tại vì cái hôm mà mình xem cái game của mọi người chơi ấy, mình chả thấy mọi người chơi theo turn gì cả. Mình thấy bạn xem game nào nhỉ? Bạn xem game nào nhỉ? Bạn cái nhớ game Thanos bị có những nghệ thuật nhá. Cái a grand performance đúng không? Cái nghệ thuật ở có một ông tên là Thanos, ông ấy bị mất tích một cô diễn viên, nên là có những người đến tham gia tìm lại cô đấy để tớ xem cái game đấy. Thực ra là tớ không thấy có luật lệ gì cả này, tớ cũng không thấy có xúc sắc, hình như là cũng không thấy có xúc sắc mấy. Mọi thứ nó diễn ra kiểu khá là như kiểu là một cái câu chuyện của mọi người tự nghĩ ra với nhau. Đó thì đấy, nói chung là tớ thấy vẫn khó hiểu. Đây, ở trong xa là cũng có một bạn cũng có chơi game hôm đấy, đang cười phở lỡ. Game hôm đấy là bọn mình tập trung vào mặt nhập vai hơn là cái mặt combat của game. Cái buổi chơi hôm đấy là cái cốt truyện, là một cái câu chuyện trinh thám. Mọi người sẽ phải tìm hiểu nhiều hơn, tìm manh mối và tìm xem là tại sao một cái người bị mất tích. Trong cái buổi đấy, bạn có thể hoàn toàn thấy được cái sự phi tuyến tính của game. Nếu mà người chơi muốn combat, tớ cho combat. Nếu mà người chơi muốn nói chuyện với các cái NPC, muốn tìm cách để lươn lẹo mà không phải combat, thì tớ cũng ok luôn. Đấy là do cách lựa chọn của người chơi. Và tớ đã khi mà tuyển người chơi trong cái game đấy, tớ cũng có nói sẵn rồi. Khi vào chơi game này thì không nên là quá hy vọng vào việc đánh quái epic, tùy lựa chọn của mọi người. Nhưng tất nhiên cũng có những game, có một cái game nào nhỉ? Có một cái game là đánh cái đầu lâu gì đấy, tớ không nhớ hoàn toàn cái tên lắm. Là game đấy chỉ toàn combat, bùng phát vào game là mọi người tính lượt luôn, lăn xúc xắc, ai đi trước, ai đi sau. Và toàn bộ 1 tiếng, 2 tiếng đấy là lăn xúc xắc với nhau. Ừ. Và okay. Tất nhiên là cũng có cái game nó ở giữa một tí. Như thế từ tới thì có vẻ như là cái việc mà một cái tựa game, một cái buổi chơi game liền đi nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào sự tương tác giữa các người chơi ấy. Đúng không? Thì liệu sẽ ra sao khi mà có một người tham gia có sự đặc biệt so với tưởng tượng này, tư duy với cả nhóm. Thì trong trường hợp mà Thiện đang dẫn một cái game như thế, thì có một người như vậy, thì liệu có dẫn đến cái tình trạng kiểu tột cảm hứng chung của cả nhóm, dẫn đến mọi thứ đổ bể không? Hay là mọi người vẫn sẽ có tìm cách, toàn trò vẫn có tìm cách xoay chuyển để cho mọi thứ nó đi đúng hướng, để nó diễn ra một cách tốt đẹp hay là gì đó không? Hoặc là có một cái điều luật gì đó về chơi, có nghĩa là sự tôn trọng lẫn nhau hay là các thứ liên quan đến những người cùng chơi không? Câu hỏi này có khá nhiều phần, mình sẽ đi từ phần đầu bạn hỏi là khi chơi mà có một người có cái phong cách chơi hơi khác một người khác. Cái cách này là nó cũng gần giống như việc mà trong một cái nhóm chơi kiểu như board game hoặc là chơi video game cùng nhau, mà có một người cái phong cách chơi của mình hoặc là cái tính cách của mình nó không hoàn toàn hợp người khác, thì cái cách tốt nhất để giải quyết việc đấy là mình sẽ tạm dừng buổi chơi lại. Mình nói chuyện với nhau, không phải là bình thường trong game mình sẽ nói gọi là in character, là dùng giọng nhân vật mình để nói, nhưng mà mình sẽ tạm dừng lại. Tất cả mọi người, người chơi, người quản trò sẽ nói với nhau out of character. Bọn mình chơi như thế này có ok không? Có ổn, có vui cho tất cả mọi người hay không? Có nên tiếp tục không? Và nếu muốn tiếp tục thì phải như thế nào? Nhưng đấy vẫn là một cái trường hợp không hoàn toàn nên xảy ra. Cái việc mà mình nên làm là trước khi chơi đã bàn những cái đấy rồi. Đấy là cái kinh nghiệm mình đúc kết được từ việc chơi với nhiều hội, nhiều nhóm khác nhau. Trong cái giới D&D nó gọi là session 0, nghĩa là trước cả session 1, session đầu tiên chơi với nhau, mình sẽ bàn về cái phong cách chơi của mình là gì? Mình muốn chơi nhiều nhập vai hay mình muốn chơi nhiều combat? Khi mà nhân vật mình gặp những cái tình huống khó xử thì họ sẽ lao vào đấm bốc hay là họ sẽ cố gắng nói chuyện? Tại vì những cái đấy có thể là nhỏ thôi, mà nó cũng về lâu về dài, nếu mà chơi với nhau lâu dài cũng có thể ảnh hưởng đến người chơi. Cũng có một vài thứ khác mà nên bàn trong cái buổi gọi là session 0 này, là khi mà chơi với nhau, mọi người muốn một cái câu chuyện thẳng đuột như là game The Last of Us đi, gần như không có lựa chọn mấy, mà người dẫn chuyện sẽ bảo là đây là cutscene, mọi người sẽ thấy chuyện này xảy ra và tiếp tục trong cái tình huống này, đấy combat đấy, hoặc là tình huống này đấy, mọi người giải quyết đi, ít có lựa chọn hơn. Hoặc là một game sandbox như là game Grand Theft Auto, đây là một cái thế giới, mọi người muốn làm gì, mọi người nghĩ là cái nhân vật của mọi người với cái backstory, với cái câu chuyện mà mọi người đã tạo ra thì sẽ đi về đâu. Có thể là nhân vật này muốn tìm mua rượu để uống này thì sẽ đến các ngôi làng tìm rượu,
có thể là liên quan đến một cái quest nào đấy, đi vào rừng giết mấy con thú này, tìm mấy cây kia, hoặc có người lại chơi nhân vật một cái vị tu sĩ, một vị linh mục muốn đi truyền giáo cho con dân ở trong này, thì lại có kiểu chơi khác. Cái đấy là sandbox hoàn toàn, thì cũng nên bàn về cái đấy, bàn về cách là nếu mà cái lựa chọn của nhân vật khiến cho cái party đấy tẽ nhau ra, mỗi người đi một hướng, có thể là việc là thu thập thông tin, có người đến thành phố này, có nhân vật đến thành phố này, có nhân vật đến thành phố kia, thì mình sẽ chia sẻ cái thời gian chơi trên cái bàn chơi như thế nào. Cái đấy cũng khá là quan trọng. Có người lại không muốn ngồi đợi cả nửa buổi rồi mới được chơi, có người lại hoàn toàn ok việc đấy, họ tập trung vào cái câu chuyện đang được kể hơn, và họ thích cái câu chuyện, lắng nghe câu chuyện của người khác nữa. Có rất nhiều thứ mình nên bàn để không dẫn đến việc giữa khi chơi là có xích mích xảy ra. À, ví dụ như như Thiện là đến nay là 2023 năm rồi đúng không? 3 năm chơi D&D rồi. Thì trong tất cả những cái thống kê đó, đây là thống kê trong các buổi chơi của Thiện, thì thấy mọi người ở Việt Nam mình, mọi người thì thường hứng thú với phong cách chơi nào? Nhập vai hoàn toàn hay là đánh nhau, hay là combat nhiều, hay là lai giữa cả hai? Ừ. Khi mà mình nhìn vào cái kênh game tuyển người trong server của mình thì có rất nhiều sự mix giữa hai cái đấy. Có game là toàn chỉ nhập vai, có game là toàn combat, và có game cũng là nửa này nửa kia. Mình thấy là Việt Nam cũng đa dạng các bạn. Một người mới chắc là nên chơi theo kiểu là tuyến tính hơn một xíu nhỉ, để dễ nhập môn hơn đúng không? Đúng rồi. Nghĩa là có tí này có tí kia, và có thể là mọi người chưa quen với việc nhân vật mình có quá nhiều lựa chọn thì hay bị hoảng khi mà không biết làm gì, thì có thể là để người dẫn chuyện mà tuyến tính hơn tẹo, đây mọi người làm có thể làm thế này, đi hướng này. Thế mình tổng kết lại một xíu nhá, thì theo như mình sau một buổi nói chuyện đến bây giờ 30 phút anh em nói chuyện nhau, thì mình nhận ra rằng thì D&D nó sẽ là một game tưởng tượng, mọi người tự tưởng tượng chơi và nhập vai mình là người khác, và với quản trò là một người gọi là người kể chuyện, người sẽ quyết định phần lớn mọi thứ ở trong game. Thì với cái việc mình phải đóng giả là một người khác như thế sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề đúng không? Thì theo Thiện thì các nhóm chơi thì cần chú ý đến những cái luật gì không, hay là những cái phép lịch sự tối thiểu gì không? Bạn cũng nghiên cứu phê đấy, bạn cũng nghiên cứu phê đấy. Đúng rồi, những cái này là cực kỳ quan trọng nhỉ. Mình gọi là etiquette, những cái phép lịch sự khi mà chơi một game như này. Tại vì là mình nhập vào vai một nhân vật khác trong một cái thế giới khác, mình sẽ có cũng là trong buổi session 0 nhá, mình sẽ bàn với nhau là những cái chủ đề nhạy cảm nào mà nhóm mình có thể động chạm tới trong câu chuyện này, những cái chủ đề nhạy cảm nào mình không muốn động chạm tới, những việc kiểu như là sàm sỡ, hay là những cái việc kiểu như là chết. Thường trong D&D cái chết là có khá nhiều, nhưng mà mọi người muốn đi đến chi tiết đến mức nào thì cái đấy cũng là nên bàn với nhau. Và khi mà mình nhập vai vào một cái nhân vật khác, phải phân biệt giữa hành động của người chơi và hành động của nhân vật. Có thể là một cái nhân vật đến lỗ mãng, nhưng mà những cái người chơi, người ngồi cùng bàn chơi với nhau vẫn có thể hiểu với nhau, vẫn có thể cười với nhau. Nhân vật của mày như thế, nhân vật của tao thế này, sau buổi chơi được. Nếu mà có việc gì mà mình cảm thấy không ổn trong khi chơi thì cũng nên nói cho mọi người biết, để có thể là tránh những cái chủ đề đấy về sau này. Ok, có nghĩa là sẽ cái buổi đầu tiên, cái buổi chưa cả chơi, thì tìm người cùng về tư duy, cùng về một cái tưởng tượng giống nhau này, các luật lệ là nên sẽ được bắt đầu từ cái buổi đầu tiên trước khi chúng ta tham gia vào một cuộc chơi đúng không? Đúng rồi. Ok, câu hỏi tiếp theo về chi phí đi. Thì mình cũng chưa tiếp cận đấy, thì mình cũng không đang rất khá tò mò về việc là để đầu tư để có thể chơi thì chúng ta sẽ cần đầu tư khoản ngân sách là bao nhiêu tiền để có thể bắt đầu chơi D&D được. Để đầu tư chơi D&D mình gần như là không cần bỏ gì ra hết, tại vì cái thời đại này rồi tất cả mọi thứ là nó có trên mạng cả. Xúc sắc cũng xúc sắc online luôn á? Xúc sắc online được. Một vài cái trang web nó có cả bản đồ cho mình, có cả tờ thông số nhân vật mình, và nó lan xúc sắc cho mình luôn. Bấm một cái này nhá. Tớ nói qua một xíu, tại vì như tớ vừa chia sẻ ấy, là tớ biết đến D&D từ cái hồi tớ còn học cấp đến hồi cấp 2, hồi những năm 2006-2007 qua game Yu-Gi-Oh ấy. Thì nhìn cái phần truyện đấy thì cái tựa game rất là, nhìn nó rất là sinh động ấy. Nó từng cái tấm bản đồ một này, mô hình lên này, nhân vật là mô hình này, xong rồi tháo đi, tụ người ta câu chuyện là đi vào một cái ngôi nhà đúng không, thì là người ta sẽ nhấc cái nắp cái ngôi nhà lên, bên trong là sẽ có các nhân vật quầy rượu các thứ, họ thiết kế rất đẹp ấy, và
tôi cũng có tìm hiểu và tôi thấy là trên mạng có những đội là họ chơi đúng như thế luôn. Họ in 3D từng cái chi tiết của cái bản đồ này, xong là nhân vật này, những con quái này họ cũng in 3D hết, nhìn nó rất là hoành tráng. Thì liệu đầu tư như thế thì chắc là cũng tốn người khá khá chứ đúng không? Nhưng mà đầu thực ra là không cần cái đấy đúng không? Đấy là cái đấy là không cần thiết, nhưng mà để bắt đầu chơi mình hoàn toàn để mà thử xem là cái trò này mình có thích hay không, không phải trả một cái gì cả. Tất cả mọi người trên mạng chơi được, gọi nhau là lên mạng chơi, hoặc là thậm chí nếu mà ngồi ngoài đời mình cũng thể mang máy tính, mang điện thoại là lăn cái xúc xắc. Có rất nhiều cái ứng dụng trên điện thoại lăn xúc xắc cho mình. Cái tờ thông số thì mình có thể là ra, có thể ra hàng in 500-1000 in cái tờ thông số ra và ngồi nhìn chơi với nhau. Mà cái từ cái đấy lên cái trần của việc đầu tư chơi D&D thì nó không có giới hạn, nên có thể đầu tư rất nhiều được. Có những cái bàn chơi D&D mà họ kết hợp cả giữa bàn có một cái màn hình LCD, xong rồi để có cái bản đồ nó di chuyển luôn cũng được. Và đặt những cái hình, đặt những cái hình mini mình đã đầu tư, hoặc là cả như bạn nói là cái tòa nhà mở nắp ra đấy, trong đấy rất xịn sò, xúc xắc này, nhiều người rất là nghiện mua xúc xắc. Cũng có một vài người bạn mà chơi offline cùng là mỗi lần đến mở cái túi ra xoành toàn bộ xúc xắc to bằng hai cái nắm đấm. Một bộ xúc xắc đấy không biết nó có đắt không, để sơ thử xem. Xúc xắc 20 mặt đúng không? Một cái bộ xúc xắc thì trong D&D nó sẽ có 7 cái xúc xắc. Một cái D20, viết vào chat cho nó dễ. Một cái D20, một cái D12, một cái hai cái D10, một cái D6, một cái D4, còn một cái D8 nữa. Khá là rẻ bộ... trên Shopee đó, đang bán 26.000. Đúng rồi, mình mua cái bộ đầu tiên của mình là có 40,000-50,000 thôi. Khá là rẻ đấy. Đúng rồi. Ok, cái này tôi thấy khá là tương đồng ấy. Có nghĩa là mọi người nghĩ ngày xưa ở Việt Nam mình có một cái website, có một cộng đồng gọi là cộng đồng dẫn chuyện.com. Không biết Thiện có biết cái cộng đồng này không nhỉ? Cái này thì mình lại không rõ vậy ạ. Nhưng mà có vẻ là có người trong chat biết. Có một vài bạn là trước khi chơi D&D trong cái cộng đồng mình là cũng từng qua cái cộng đồng nhập vai ở Việt Nam. Ngày xưa tôi có một anh bạn thì ngày xưa là CEO của cái cộng đồng dẫn chuyện đấy, và nó cũng tồn tại hình như cũng với hình thức cũng khá là giống D&D, nhưng mọi người viết câu chuyện của mình ra xong để đấy, xong là hôm sau có người khác đến viết, hình như là như vậy thì phải, mình cũng không rõ lắm. Thế ok thôi, nếu mà Thiện không biết thì thôi vậy. Ok, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Đấy. Thì trong quá trình mà Thiện làm ở cả hai vai trò là người chơi và làm quản trò, thì Thiện bây giờ chắc là sẽ là đi làm quản trò nhiều hơn chứ đúng không? Hay là bạn cũng chơi nhiều? Mình quản trò nhiều hơn. Thì đấy, với cả hai vai trò là quản trò và người tham gia game, thì mình nghĩ là mỗi cái vai trò đấy sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau đối với tựa game đúng không? Thì đối với từng vai trò thì Thiện thì yêu thích điều gì nhất ở mỗi vai trò ở D&D? Đầu tiên mình sẽ nói điểm giống nhau, điểm tương đồng trước nhé. Ở cả hai vai trò thì mình đều có thể là cùng với những người chơi, bạn chơi của mình xây dựng một câu chuyện. Cái người quản trò thì sẽ là xây dựng câu chuyện liên quan đến cái thế giới mọi người xoay quanh nhiều hơn. Còn cái người chơi thì sẽ như là làm những cái nhân vật chính trong cái câu chuyện đấy, sẽ có các cái arc development, phát triển nhân vật. Và cũng cuối cùng là để kể câu chuyện cùng với nhau, mỗi người có một góp ý một tí. Đấy là một cái rất là đẹp đẽ tương đồng mình thấy. Và mình thấy ở trong D&D và tương đồng với nhau hai vai trò đấy. Còn về làm người chơi đi, mình thấy là mình cảm giác như một cái nhân vật chính trong người câu chuyện. Mình cảm giác là tất cả các cái hành động của mình nó ảnh hưởng thế nào đối với thế giới xung quanh. Nếu mà có được chơi cùng những người bạn mà hay và cũng biết là tung hứng những cái thứ mà mình làm, cảm giác mà sau khi mà cùng trải qua khó khăn, combat là một cái dễ hình dung nhất, nhưng mà có thể có khó khăn về một cái phần của câu chuyện là phải tìm cách nào đưa một cái vị sứ giả đưa tin nó đấy ra khỏi một cái thành phố toàn săn lùng người ta, mất cả tháng trời chơi xong rồi cuối cùng đưa họ ra được. Đấy là một cái mà rất là fulfilling, rất là cảm thấy tuyệt vời khi mà làm được những cái việc đấy cùng những người bạn của mình. Cảm giác là giống như mình đang sống trong cái thế giới đấy luôn. Còn cái cảm giác tuyệt vời khi mà làm một người dẫn chuyện là thấy tất cả những cái thứ mình chuẩn bị, thấy tất cả những cái thứ mà mình dày công nghĩ, cái bạn A đưa cho mình một câu chuyện nhân vật này, bạn B đưa mình một câu chuyện nhân vật này, mình đan nó vào nhau, thằng này là người giết bố Đức đứa kia. Sau rồi đến lúc rồi, các bạn ấy tìm ra tất cả mọi thứ đi dẫn đến một cái climax nào đấy trong câu chuyện, mình rất thích cảm giác đấy. Khi mà mọi người, hóa ra nó là như thế,
mình đã chuẩn bị cái này từ mấy tháng trước rồi, bây giờ bọn nó biết. Có là dựng nên một bộ phim của riêng mình đúng không? Và đúng rồi. Mình cũng không biết nhân vật của mình sẽ đi đâu về đâu. Khá là hay. Đúng rồi, kể cả người quản trò cũng không hoàn toàn biết được câu chuyện sẽ đi đâu về đâu đâu, tại vì cái quyết định là của từng người chơi mà. Ví dụ như là cái tựa game hôm trước tớ xem ấy, là mọi thứ nó sẽ lẫn lộn đúng không? Không đúng như kịch bản ban đầu, cũng không đúng như mọi thứ, mà chắc là cũng khác biệt khá nhiều so với cái tư duy ban đầu của quản trò đúng không? Ok. Ừ. Bây giờ đang nói về Dungeon Master đúng không? Thì bây giờ tớ có câu hỏi này khá là thú vị là làm thế nào để trở thành một người quản trò của D&D? Một người dẫn chuyện, là một người quản trò của D&D. Cần những yếu tố gì đấy? Cần những yếu tố gì? Mình nghĩ cái yếu tố cần nhất là không sợ thất bại. Nghe sẽ hơi cliché một tí, nhưng mà cái buổi đầu nếu mà mình nhìn lại thì nó cũng không được hay đến thế. Nhưng mà có những cái người bạn mà họ ủng hộ mình và họ chơi cùng mình, thì sau những cái buổi đấy mình sẽ học được thêm một tí, và về sau là mình sẽ thành một người có thể khả năng kể chuyện và ứng biến hay hơn. Bạn này đi. Ở đây nhá, tớ chia sẻ một xíu là tớ so sánh hơi khập khiễng một xíu, nhưng mà ngày trước ngày xưa hồi tớ làm ở phê phim ấy, thì ở phê phim cũng có hay chơi ma sói, và thường thì tớ và một bạn nữa sẽ hay là người quản trò của cái ma sói đấy. Và tớ nhớ như in cái buổi đầu tiên mà tớ làm quản trò cho ma sói, áp lực vô cùng. Tớ phải lấy giấy ra ghi ai là làm vai trò gì, ai là sói, ai là người, ai là thợ săn. Và kiểu trong cái buổi quản trò đấy chỉ có sợ là ôi chẳng may là mình quên, mình nhớ nhầm, mình làm sao một cái vấn đề gì đó thì hỏng hết một buổi chơi của mọi người. Thì liệu với đối với D&D thì người quản trò có bị cái áp lực như thế không? Mình nghĩ là có chứ đúng không? Ui giời, bị nhiều chứ. Khi mà đang ở giữa một cái tình huống căng thẳng, có thể là trong combat là người quản trò sẽ phải điều khiển tất cả các quái vật này. Nếu mà người chơi có những cái đồng đội giúp là NPC, người quản trò cũng phải điều khiển nốt luôn. Nên là nếu mà nhìn vào đầu người quản trò lúc mà đang chơi là có thể thấy hơi bốc lên, khói bốc lên, tự tu tu cái đứa này có cái gì nhỉ, cái câu chuyện này có gì nhỉ, cái NPC này sẽ có cái khả năng đặc biệt này, và khi mà họ sắp chết hoặc là người chơi quan trọng này sắp chết, họ sẽ cứu giúp hay thế nào đây. Ôi căng lắm. Thế thì chứng tỏ là cái rào cản của D&D chính là quản trò đấy. Có nghĩa là tôi nghĩ là nếu mà một người muốn tiếp tục chơi đi hay không thì chắc là cái lần đầu tiên họ phải tìm được một người quản trò tuyệt vời đấy. Nếu mà không có một người quản trò tuyệt vời thì khả năng cao là sẽ toang đấy, đúng không? Cái từ tuyệt vời mình nghĩ là nó sẽ hơi quá nha, tại vì không nhất thiết phải cần một cái người quản trò cực kỳ giỏi mới có được một cái game D&D vui. Cái game D&D về cốt lõi nó là mình và vài đứa bạn ngồi xàm với nhau. Cái người quản trò để bắt đầu làm một người quản trò thì mình hoàn toàn có thể bắt đầu đơn giản, chỉ cần có một cái tình huống nhỏ thôi, không cần một cái câu chuyện dài vài tháng, không cần phải thế, mà mình chỉ cần một tình huống như là cái một cái câu chuyện mình hay dùng, mình sẽ lấy ví dụ là mình đi vào rừng tìm cái loài hoa này mà bị thú nó nhảy sổ ra nó đánh, xong rồi đánh xong thì nếu mà mình có thể hoàn toàn cắt ngắn hơn nữa là đến được tìm hoa rồi sau đi về đập tay nhau đi xong một cuộc phiêu lưu. Người quản trò không nhất thiết phải tự làm khó mình, chuẩn bị quá nhiều, làm những thứ nào thật đơn giản thôi. Nên bắt đầu với những cái đơn giản nhất đúng không? Đúng rồi. Ok, đợt vừa rồi ở ngoài rạp có phim về D&D ấy, thì không biết Thiện đã xem, mình đã xem rồi đúng không? Mình thấy có một cái clip về Easter egg của phim đúng không? Thiện xem rồi, Thiện xem gần như là hôm mà nó ra rạp đi xem rồi. Cảm nhận của Thiện về phim thế nào? Với một người chơi game. Mình thấy được cái bộ phim này là nó vui. Khi mà xem xong là mình có thể là bắt được, đối với một người là đã chơi D&D, mình bắt được rất nhiều Easter egg, và mình thấy là nó mang được cái không khí của một cái hội chơi D&D ngoài đời, một cái hội bạn thân với nhau. Khi mà chơi sau được một thời gian, kể cả có làm nhân vật là bá tước này, công tước kia, cao danh thế này, xong rồi ngồi chơi một hồi đến nửa buổi cũng chửi nhau uổng tỏi lên, mày sao mày lại đi sang ô này, đi sang ô kia để tao đánh nó, để tao đánh con quái này, là trời ơi tại sao lại thuyết phục cái đứa NPC đấy như thế, xong rồi cũng meme nhiều. Nên là nghĩ là cái bộ phim này nó bao quát, nó pay homage, nó fan service được cho những người chơi D&D ở cái người đấy, và có rất nhiều thứ là mình có thể cái này là cái này trong game, luật nó là thế này. Đối với những người chưa chơi game
thì mình cũng có một cái bạn của mình là lần đấy đi xem cùng, cũng có thể là appreciate, cũng có thể thấy được à nó lên màn ảnh lớn kỹ xảo như thế này, Dungeons and Dragons à có con rồng kia rồi, con rồng được cho anh kia nó bự quá, cũng có thể là thấy được nó hay. Bây giờ ấy, mình thấy là cái thời đại bây giờ ấy, nhất là khi mà có con AI ấy, AI về vẽ hình ảnh các thứ ấy, thì mình thấy nghĩ rằng là cái việc mà chơi D&D và có thể kiểu ví dụ nhá, mình nói thật nhá là chia sẻ là cái câu chuyện là ngồi xem lại một cái game D&D của mọi người ấy. Cá nhân mình cảm thấy nếu mà mình hôm đấy mình không quá là hứng thú thì mình sẽ thấy là rất dễ drop người xem, cũng không cảm thấy cuốn hút cho lắm ấy, tại vì người xem chỉ là xem lại thôi, và tất cả những cái mảng miếng của mọi người nó mang tính cá nhân nhiều ấy. Tức là người xem thực sự là thú thật là một người xem họ sẽ không quá là tận hưởng được cái một cái phần chơi của mọi người. Thì Thiện nghĩ rằng là thời đại bây giờ khi mà AI nó phát triển, có những con AI nó vẽ lại hình ảnh theo cái trí tưởng tượng của mình ấy khá là tốt ấy, thì cái việc đó sẽ giúp cho cái việc của mọi người quay lại những cái phần chơi này, biên tập nó này, edit nó đẹp hơn, thì sẽ khiến người ta sẽ quan tâm đến D&D nhiều hơn không? Có, mình hoàn toàn nghĩ là những cái đấy sẽ giúp cho những người xem thích D&D hơn và xem D&D được cuốn hút hơn. Ở trên thế giới thì cũng có khá nhiều các cái bên, là điển hình là có Critical Role Dimension 20, nếu bạn nào có xem những cái đấy thì có thể biết. Và kể cả cái Viva La Dirt, hội đấy cũng chơi D&D, và những cái hội đấy là có bên là dùng cái khả năng kể chuyện và khả năng là những cái người chơi đều là voice actor, họ sẽ vai luôn đúng không? Ừ, vào vai luôn và rất là bi thương, đau lòng và rất là có những đoạn rất là vui. Thì có hội thì lại là chuyên về kỹ xảo điện ảnh và đóng phim, thì bọn nó cũng làm quay lại những cái cảnh, diễn lại những cái cảnh mà đã diễn ra trong game, cũng là có phần cuốn hút hơn. Và tất cả những cái đấy là nó sẽ góp phần để cho người xem cảm nhận được cái sự cuốn hút của game, để không là ngồi trong đấy và cùng tưởng tượng cùng. Cái AI cũng sẽ, mình nghĩ là cũng sẽ giúp. Tớ thật chứ không phải là hôm nay tớ mời mày Thiện tham gia buổi trò chuyện này thì tớ mới nói câu này, nhưng mà thực ra là từ trước giờ mình chưa từng nhìn thấy content về D&D ở thị trường Việt Nam, cho đến khi nhìn thấy TikTok của Thiện. Thật sự luôn là chưa bao giờ nhìn thấy một content gì đó về D&D ở trên YouTube, trên TikTok và hay là trên một cái nền tảng gì đó, Facebook, chưa bao giờ nhìn thấy. Cho đến khi mình click được TikTok của bạn và sau đó mình mới follow, xong rồi mình mới add, mình mới join vào Discord của team và mình mới biết. Thì mình rất là tò mò về cái quá trình xây dựng một cộng đồng như hiện tại của D&D, cộng đồng như hiện tại của Thiện. Thực ra cũng chưa quá nhiều đâu, có khoảng gần 1.000 người, đúng không? Hơn 1.000 người. Thì cái này chia sẻ về góc nhìn của một content creator thôi. Thì Thiện thấy có gặp khó khăn gì về việc làm nội dung liên quan đến D&D ở thị trường Việt Nam không? Về việc làm nội dung cho D&D và tạo cái cộng đồng cho chơi D&D, thực sự là mình cũng không thấy có gì quá khó khăn đối với bản thân mình nhé. Là mình cứ thấy cộng đồng nó phát triển hàng ngày, mình thấy vui là mình đã xây dựng cống hiến được cho cái cộng đồng D&D ngày một lớn mạnh hơn. Nó cũng không nhất thiết là ở con số bao nhiêu, nhưng mà nó cứ hơn cũ là mình đã thành công rồi. Nhưng mà cái mà khó ấy, cái khó nhất đối với mình muốn xây dựng một cái cộng đồng lành mạnh và thân thiện với nhau. Tại vì mình đã từng trải qua một vài cộng đồng D&D ở nước ngoài, mình tìm chơi, có cái hậu cộng đồng lành mạnh, có cái cộng đồng không lành mạnh, kiểu là không làm kỹ những cái buổi là bàn với nhau xem là phong cách chơi của mình như nào, xong rồi khi chơi thì cãi nhau luật như thế này mới đúng, luật như thế kia mới đúng, chơi như vậy rất là không vui. Nên là những cái người mà vào cộng đồng mình là mình đều cố gắng, kể cả những cái content mình đưa ra trên mạng là cũng cố gắng hướng về cái hướng là làm thế nào để mọi người hiểu nhau khi chơi, mọi người biết được những cái lằn ranh giới hạn của nhau, lines and veils, những thứ, những chủ đề nhạy cảm mình không nên nói đến hoặc là nên đề cập đến hay không, làm thế nào để khi chơi D&D, game nhập vai, mọi người thoải mái được nhất có thể với nhau và có thể have fun. Mình luôn có một câu trong cái cộng đồng mình là have fun but never at the expense of others. Cái câu đấy mình học từ các cộng đồng khác trong D&D, dịch tiếng Việt là có thể vui chơi vui vẻ nhưng không bao giờ được để cái vui của mình ảnh hưởng tiêu cực đến cái vui của người khác. Đấy là cái mình thấy khó khi tạo cộng đồng D&D. Có một cái fact này, trước cái buổi này mình có search ở trên mạng thì có một đợt là ở bên Mỹ họ cấm các tù nhân chơi D&D ở trong tù. Tại vì có rất nhiều trường hợp là các tù nhân chơi và đánh nhau chơi D&D và đánh nhau nên là trong tù cấm D&D luôn. Không biết là fact đấy có đúng hay không nhưng mà đọc khá là buồn cười. Ok, thôi bây giờ cũng khá là đến 10 giờ rồi thì mình cũng nên dừng buổi nói chuyện đây và để đến phần trả lời các câu hỏi của mọi người ở trong trong mình thấy là các bạn từ team của
cộng đồng của Thiện sang giải đáp cũng khá là nhiều, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng nên có một buổi có một ít câu phải dành thời gian một ít cho những câu hỏi trực tiếp Thiện trả lời cho các bạn đấy nhé. Và rất mong có cơ hội là Thiện có thể tham gia server của Phê Game và có thể là dẫn cho một game gì đó cùng với mọi người trong Phê Game này, chẳng hạn một team gì đó để chơi một hai game nhá, để cho mọi người có thể hai game luôn. Ok, chúng ta sẽ một buổi khác, hôm nay khá là muộn rồi. Mọi người bây giờ mọi người có câu hỏi gì dành trực tiếp cho Thiện thì mọi người hãy cứ bình luận, hãy comment vào cái phần talk show chat, cái tab talk show chat ở bên cạnh thì mình sẽ đọc để Thiện trả lời. Ok, Thiện nói tiếp đi ạ. Mình có thấy như bên Fair Play đúng không, là các bạn ấy cũng có chơi một buổi D&D, mình hôm qua vừa mới thấy được cái video đấy xong. Bên đấy là cùng team với bạn không nhỉ? Ngày trước thì là Fair Phim Fair Game cùng một team, nhưng mà bên mình tách riêng ra rồi, thì bên Fair Play ấy là của team Fair Phim họ chơi. Ok không có vấn đề gì cả. Nào mọi người có thể đặt câu hỏi được không? Một bạn hỏi này, điều quan trọng khi bắt đầu chơi D&D là gì? Thiện cứ trả lời đi để tớ chọn câu hỏi đó. Ok. Điều quan trọng để khi bắt đầu chơi D&D là đem đến bàn chơi một cái tinh thần vui vẻ nhưng mà không chà đạp lên cái bụi của người khác. Thì người đấy là cái quan trọng bậc nhất đối với mình. Còn vẫn tất nhiên là vẫn có cái bước sau là tìm hiểu một chút về luật, tìm được một cái nhóm bạn chơi cùng nhau vui, kể một câu chuyện thật là hoành tráng hoặc là xàm, thật là xàm cùng nhau. Trong lúc vừa nãy lúc mà mình có nói chuyện ấy, thì mình thấy có một câu hỏi khá là hay của bạn ở trong comment là liệu có thể có hai người dẫn chuyện được không? Có thể. Có những thể loại game D&D là có hội chơi đều biết cách dẫn chuyện, thì có thể là buổi này người này dẫn, buổi kia người khác vẫn tiếp tục câu chuyện đó nhưng người khác dẫn, hoặc là thậm chí thay đổi giữa buổi luôn vẫn được. Đấy là những cái kiểu chơi mà nó mang tính ngẫu hứng hơn một tẹo. Nhưng về nếu mà hai người hoặc là ba người cùng tập trung vào một câu chuyện, hai người hay ba người đấy hoàn toàn có thể là bàn bạc với nhau. Có thể là có người chuyên về dẫn những cái đoạn mà nhập vai nói chuyện sướt mướt, còn có người thì chuyên hỗ trợ cho khi mà chơi combat, tại vì một người mà phải nghĩ tất cả thì bốc khói trên đầu, mà nên là hai người hai cái đầu để hỗ trợ nhau. Chắc là thành viên của server Thiện trả lời nhanh quá, vừa mới nhìn thấy một tin nhắn xong giờ đã không thấy nhau rồi. Đây, khi mình chơi D&D thì mình có thể tạo một tộc hay một class mới được không anh? Nếu được thì tạo, thì mình nên tạo như thế nào cho hay? Cái này nghe có vẻ hơi nâng cao nhỉ? Mình không hiểu gì lắm. Hơi nâng cao một chút. Trong D&D thì nó cũng có những cái luật chính thức là một cái tộc và một cái class nó như thế nào. Tổng là có 12, 13 class gì đấy. Và tộc thì nó bây giờ nó lên đến phải 100 tộc rồi, có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng hoàn toàn nếu mà mình không thấy cái tộc nào nó đúng cái hương vị, đúng cái kiểu hình tượng nhân vật mình muốn chơi, mình có thể tự tạo tộc riêng. Class cũng như vậy, cái phong cách chiến đấu mình có thể tạo cái phong cách chiến đấu riêng. Để tạo những cái đấy thì cũng phải biết qua được những cái tộc, những cái class trong D&D nó như thế nào đã, để tạo cho nó cân bằng về mặt sức mạnh một chút. Thêm cái này câu hỏi của mình nhá. Mình thực ra đây mình tiếp cận, mình rig được đến content của Thiện là trong cuộc thi 14 tháng 2 viết backstory đôi. Thì mình thấy là các bạn viết backstory rất là hay, có nghĩa là rất văn vẻ nhá, rất là kiểu mình đọc xong mình tưởng tượng ra luôn được nhân vật như nào nhá, câu chuyện ra làm sao nhá. Mình thấy rất là đấy, cái đấy là khiến mình rất là hứng thú với cái này. Thì mình muốn hỏi rằng là liệu để chơi được D&D có cần thực sự là một người phải bay bổng giỏi văn hay là yếu tố liên quan đến văn học không? Mình nghĩ là có cái đấy thì nó sẽ hay hơn phần nào. Nhưng mà cũng lại quay lại cái việc là D&D hoàn toàn có thể chơi theo kiểu chỉ combat hoặc là chỉ roleplay, và cũng có thể là ở giữa của hai cái phạm khoảng đấy. Mình có thể là have fun, vẫn vui theo nhiều kiểu khác nhau. Nhưng mà mình nghĩ đối với mình, tưởng tượng mà nó bay bổng hơn một tẹo sẽ khiến cho game nó được nâng lên một cái tầm cao mới. Tại vì có thể là chơi combat rồi chơi một hồi, mình cũng sẽ tự hỏi tại sao mình chơi một game chậm như này mà không bật máy tính chơi Liên Minh hay là chơi Dota. Nó cũng là 5 người đánh quái hay là đánh PvP, nhưng mà nó mượt, nó nhanh hơn. Nhưng mà trong cái D&D thì mình có thể là có sự không tuyến tính của nó, và mình có thể suy nghĩ bay bổng theo hướng của mình. Đây có bạn hỏi luôn này, vậy khi chơi D&D thì đầu óc mình có cần bay xa hay nhập tâm vào nhân vật trong D&D hay không? Mình sẽ caution ở những cái chữ cần. Thực ra là không nhất thiết. Nếu mà cái hội của mình có thể là tạo những nhân vật nó rất là meme, kiểu là
Pink Panther, cái như kiểu là phim hoạt hình Powerpuff Girls, rồi ui giời, Totally Spies, cái mà rất là hoạt hình rất là tuổi thơ của mình. Đấy, những cái nhân vật đấy kể cả là họ có một cái cốt truyện nhưng mà nó vẫn là hài hước, cái hội bạn chơi, không nhất thiết phải đi quá sâu vào văn học để có thể tận hưởng được cái thú của D&D. Ok, xem là sẽ còn câu hỏi gì nữa không? Chắc là phải chơi thử Rick and Morty. Ok, nhưng cái đấy cũng đi vào thời chết lấy một tí. Vậy trong D&D có thể tồn tại tôn giáo đúng không ạ? Nếu thế thì tôn giáo của D&D sẽ hoạt động như thế nào? Và chỉ có DM mới được lập tôn giáo hay tất cả các người chơi đều có thể lập được? Và khi mình lập tôn giáo thì có được lợi gì không? Tôn giáo thì trong các cái lore thế giới trong D&D thường là nó đã có sẵn. Mình hoàn toàn có thể tự sáng tạo thêm, nhưng mà những cái có sẵn nó cũng rất rộng, nhiều cái thứ để mình có thể sáng tạo thêm ở trên đó, nhiều cái content để mình có thể sử dụng. Ví dụ như là có cái thần về sự thông thái, những thần về vị sự chiến tranh, những thần về việc lừa lọc người khác. Nếu mà tìm là D&D, wiki, lore các thứ, tràn lan đại hải luôn. Những cái tôn giáo này thì sẽ có những cái phong cách chiến đấu trong D&D như là một cái hiệp sĩ hoặc là một cái vị linh mục sẽ gắn với cái tôn giáo của mình. Những cái này không hoàn toàn là có lợi hay có hại trong game, mà nó sẽ đi được vào những cái câu chuyện liên quan đến tôn giáo hơn. Có một cái người bạn chơi game chơi offline của mình, chơi một cái anh tu sĩ chuyên thích đi là truyền bá cái tôn giáo của mình. Đấy cũng là một cái kiểu nhân vật mình có thể chơi trong game. Cả người chơi và cả người dẫn đều có thể sáng tạo ra những cái tôn giáo này. Nếu mà người chơi bảo là muốn chơi một cái nhân vật kiểu như này, có một cái tôn giáo nó hơi dị dị một tí, hình như là cũng không có trong lore của D&D đâu, nhưng mà cậu thấy này có phù hợp với cái game của mình không? Nếu phù hợp thì cho vào, hai bạn có thể chúi đầu vào nghĩ thêm. Có một câu hỏi nữa là ví dụ trong một ván D&D có một người chơi vắng mặt thì sẽ thường xử lý như thế nào? Mình sẽ post lại cái meme schedule and conflict. Thường thì khi mà một người chơi vắng mặt, cái này là cũng tùy nhóm thôi. Có nhóm mình biết là một người vắng mặt thì thôi cứ cố chơi, nhưng mà đến hai người thì thôi hoãn game để đợi các bạn ấy, tại vì thiếu nhiều nhân vật chính quá, đang đến cái đoạn cốt truyện cần cái nhân vật đấy, khó có thể tiếp tục được. Cũng có những game thì sẽ chuyển sang một ngày khác, kiểu như là nếu mà mọi người lịch flexible hơn một tí, tối hôm nay không chơi được thì tối mai chơi. Nhưng nói đi nói lại, đấy là một cái vấn đề rất khó trong game này. Ví dụ một người vắng mặt xong là buổi hôm sau họ quay trở lại thì cái việc quay trở lại nó sẽ như nào? Nghĩa là liệu người ta bị miss cái thông tin gì đó không, hay là người ta sẽ gặp vấn đề gì về tiếp tục chơi không? Thường trong cái D&D là sẽ có một, cũng có thể nhiều bạn viết lại những cái gì xảy ra trong game hoặc tóm tắt lại những gì xảy ra trong game. Và cái bạn mà buổi sau đến thì hoàn toàn có thể tiếp tục chơi lại như thường. Trong cái buổi mà không có bạn đấy, nếu mà mình chơi thì mình sẽ là cái nhân vật bạn đấy đang mệt, đang nghỉ ở lại cái quán trọ ở trong thành phố, hoặc là không nhất thiết phải giải thích nhân vật đấy bằng một cách kỳ diệu ma thuật nào đấy biến mất trong cái thế giới, kiểu như một cái parallel universe khác, xong rồi khi bạn ấy quay lại mình sẽ lại quay lại parallel universe này nhưng không có chuyện gì xảy ra. Có một câu hỏi khá là hay này, liệu người chơi trong D&D có thể lập thành một nhóm tự phát như băng cướp, nhà nước tự phát hay là nhóm khủng bố để bổ sung vào lore của game đối với những game chơi nhiều ngày không nhỉ? Có thể, hoàn toàn có thể. Cái trong cái nhóm chơi của mình muốn tạo ra bao nhiêu lore cũng được, tại vì đấy là nhóm chơi của mình mà. Bọn mình có thể hoàn toàn là kệ cái lore chính thức có cái băng cướp này không, bọn mình mới là băng cướp xịn nhất của cái thế giới này. Còn để cái lore đấy được công nhận bởi tất cả mọi người trên thế giới thì cái bước đấy sẽ khó hơn một chút. Bạn sẽ phải giống như là một cái nhóm chơi được gọi là Critical Role, cái nhóm mà rất nhiều voice actor chơi với nhau, nổi tiếng, nhiều người xem, xong rồi tạo ra cái thế giới có cái toán cướp đấy hoặc là có cái toán linh mục này, thì nhiều người trên thế giới cũng lại công nhận cái lore đấy. Không biết khi chơi game D&D thì việc đưa yếu tố lãng mạn có tạo nên những điều gì thú vị so với một game D&D classic không ạ? Những yếu tố lãng mạn có thể xảy ra trong một game D&D, nhưng những cái yếu tố này cũng có phần nhạy cảm, và đây là thứ mà mình nên bàn vào trong cái buổi session không. Trong game này mình có thoải mái để những người chơi, những nhân vật của người chơi đi đến giai đoạn có tình cảm với nhau không, và trong cái lúc đấy in character sẽ như thế nào,
out of character sẽ như thế nào, hoặc là có thể cho nhân vật của người chơi có tình cảm với một NPC nào đấy không, và những cái cảnh tình cụm đấy sẽ đi đến mức nào, mọi người có miêu tả rõ ràng hay không sẽ là tùy thuộc vào nhóm chơi. Thú vị nhỉ. Ok, tôi rất sorry Thiện, thì mình buổi sau mình có một cái cuộc họp khác, nên chắc là buổi hôm nay mình xin lỗi, mình sẽ phải dừng ở đây. Rất cảm ơn Thiện cùng với các bạn của trong cộng đồng của Thiện đã sang hỗ trợ cho mọi người tìm hiểu thêm về bộ môn D&D này. Thì rất mong chắc là anh em mình sẽ có thể là một buổi chat riêng đi, anh em mình sẽ xét một cái kèo dẫn một game D&D cho cộng đồng play game nhé, được không? Được chứ. Ok, thế thì anh em mình sẽ chat riêng và mình sẽ tạo một cái room D&D ở trong server của play game này. Chắc là mình sẽ nhờ Thiện giúp host cho một buổi chơi online nhỉ? Chưa online được đúng không? Online được. Ok. Thì rất cảm ơn Thiện và tất cả mọi người từ bên server Funky Dungeon Master đã sang đây hỗ trợ cho Phê Game, và những thành viên của Phê Game mà muốn tìm hiểu thêm hay cũng như là muốn tìm một cộng đồng có thể để chơi được D&D thì có thể vào server của Thiện. Xin cái link Discord nào Thiện ơi. Rồi, để Thiện lấy link Discord. Rồi, có bạn đã post xong rồi. Mọi người có thể tham gia cùng với server của Thiện để tìm bạn và chơi. Chắc chắn là sẽ gặp mình trong đó. Mình cũng rất là tò mò và muốn để chơi được một game. Ok, rất cảm ơn Thiện. Hôm nay thì cũng rất cảm ơn bạn Vũ đã có những câu hỏi rất là đi sâu và rất là chi tiết. Rất là cũng phần vặn vẹo. Vặn vẹo theo một cách tích cực để chúng ta cùng hiểu thêm về cái tựa game Dungeons and Dragons này. Nói chuyện bạn rất vui và cũng cảm ơn. Tiếc là hôm nay là thời gian mình cũng hơi có hạn nên là chỉ có thể đến đây thôi. Đang bị trễ mất mấy phút. Rất là xin lỗi mọi người. Ok. Thôi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn từ server của Thiện nha. Bye bye mọi người. Bye.